Chế biến thịt cá hồi này hôm nay coi một chuyên gia tới từ bổn ở nhiều năm lăn lộn ở dưới biển, chuyên gia cắt cá hồi sống á, phi lê cá hồi. Hôm nay cá hồi này là món gì? Cái này sao thế này? Wow, thấy chưa, cao bén chưa, cực kỳ luôn. Wow, đứt rồi, chỉ cần một phát thôi là một cái miếng da đã được lấy ra. Wow, phát thứ hai. Có sẵn few minutes later. Nữa đi. Rồi, quậy nó lên. Thử à, thử miếng bồ làng nha, nó tê không? Ăn quen rồi, bình thường. Ừ. Rồi, thử coi. Cái xương. Món này là áp chảo không? Ừ, giòn lắm. Nghe sột rột không? Hay là sống? Vậy là lấy ít rau thơm xuống này. Rồi đây là cá sống, cá hồi sống. Còn đây là cá hồi chín, muốn ăn cá nào? Ăn cá hồi sống. Thử đi nha, ăn bồ tàng được không? Dạ không. Ok, thử coi. Phải giật xem. Chấm một ít thôi, chấm một ít thôi. Nhiều vô. Nhiều vô. Trời, ta thi mà. Ăn chết đi. Ừ. Nè, để xong. Ây da. Ngon không? Trời, nó ngon. Có cay không? Không có cay. Nó béo không? Nó có vị gì? Nó có vị của cá hồi. Hồi. Tao ăn cái đó. Không thử đi. Cái gì? Cái gì? Nè, ở đây là có hai cái chiên rồi với lại cái sống, con muốn ăn cái nào? Rồi, thấy cái sống đây, có đũa luôn. Đi đũa cho con. Rồi. Ba đứa ăn một lúc. Rồi, đứng đây. Giống như giặt đồ vậy đó, nó thi là phải vậy chứ, giữ cái đồ. Nó coi con ơi nữa. Nó ngon. Bị nhăn mặt không? Không. Ủa, hay vậy? Nhăn ăn thử rồi, ngon lắm á. Rồi, con Bin, thử rồi. Béo.
chấm tí, chấm tí nữa. Chấm chấm xong tí. Ờ đúng rồi. Đó ăn được luôn kia. Cho ăn được. Học bên mũi á. Cay quá. Có bị không? Cay không? Cay quá, cay quá. Rồi không ấy, ác sĩ vậy. Ngon luôn, ăn không tí thế luôn. Rồi, bây giờ bắt đầu mình thử nha. Coi nó sao nha. Đây. Đấy, một miếng thứ hai. Đó. Xuống này nè. Thử thách là đi giặt đồ, như giặt đồ, như giặt đồ, như giặt đồ luôn. Không, có, rồi. Cơm vô mình nuốt á. Ừ. Hơi ngon, hơi ngon. 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 Thử cái nữa nha. Cái nữa. Cái này bự nè. Đó. Mà nào giờ tụi con có ăn không? Có chứ. Đâu có ăn. Ăn nhiều quá sợ bò lên là không quen cái bụng thôi. Bị sặc rồi hả? Chọn đi. À, bạn lấy xương ra. Có mấy cái. Rồi, làm thử một miếng cái miếng rau rồi coi. Một cái nồng thơm. Miếng cá hồi. Sao rồi mày? Thơm. Hơi nhiều nha.